Lãnh đạo Sở Nội vụ đã trao quyết định số 1830 ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc viên chức quản lý nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho ông Đặng Quốc Huy, giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Theo quyết định, ông Đặng Quốc Huy được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 11 năm 2020. Lãnh đạo Sở Nội vụ cũng đã trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao phụ trách Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk cho ông Trịnh Quang Kim, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Theo đó, ông Trịnh Quang Kim được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao phụ trách đài kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 cho đến khi kiện toàn chức danh giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk theo quy định. Phát biểu tại buổi trao quyết định, lãnh đạo Sở Nội vụ ghi nhận và cảm ơn những cống hiến đóng góp của ông Đặng Quốc Huy đối với sự nghiệp phát thanh truyền hình, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Mong muốn sau khi nghỉ công tác với kinh nghiệm năng lực và khả năng chuyên môn của mình, ông Đặng Quốc Huy sẽ tiếp tục có những quan tâm đóng góp ý kiến vào sự nghiệp phát triển của địa phương. Lãnh đạo Sở Nội vụ cũng mong muốn trên cương vị phụ trách đại phát thanh và truyền hình, ông Trịnh Quang Kim tiếp tục cống hiến tâm sức, trí tuệ, cùng với các ủy lãnh đạo và cán bộ viên chức của đài đoàn kết thống nhất phát huy sức mạnh sáng tạo của tập thể để xây dựng đài ngày một phát triển bền vững khẳng định kênh phát thanh truyền hình đắk lắc thực sự là kênh thông tin quan trọng thiết yếu của đảng bộ chính quyền và nhân dân đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh